đất nền Cam Lâm đang có những yếu tố nào lại đang thu hút tất cả các nhà đầu tư, vị trí nào của Cam Lâm đang thích hợp để xuất tiền đầu tư nhân 2 nhân 3 dòng tiền vào thời điểm hiện tại. Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Hùng, chuyên gia tư vấn bất động sản và nhiều bất động sản cá nhân chuyên nghiệp. Nội dung video ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ với anh chị về 5 lý do thu hút của đất nền Cam Hải Tây, vị trí là thuộc tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm. Và sau đây chính là 5 lý do. Và khi anh chị xem xong cái nội dung cái video này á, nó sẽ giúp cho anh chị thêm được những thông tin trước khi anh chị quyết định xuống tiền đầu tư vào cái tại cái vị trí này. Và sau đây chính là 5 lý do. Lý do thứ nhất đó là nằm mặt tiền quốc lộ 1A. Lý do vì sao nằm mặt tiền quốc lộ 1A lại đem mang lại cái những cái lợi thế nhất định nào cho anh chị. Thứ nhất, hiện tại thì cái vị trí đất thì rất gần với cái dự án đường cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm đang được khởi công. Thì theo dự tính của Hùng, theo với cái tiến độ hiện tại thì khoảng 2 năm nữa thì cái cao tốc Nha Trang Cam Lâm này được đi vào khai thác và vận hành. Thì khi mà cao tốc được vận hành thì những xe container, xe ben và xe tải thì sẽ không đi vào những đoạn đường này, quốc lộ này, đi vào trung tâm thị trấn Cam Đức nữa, mà bắt buộc những loại xe này sẽ đi vào con đường cao tốc, thì dẫn tới cái con đường quốc lộ 1A này nghiễm nhiên trở thành con đường nội đô của thị trấn Cam Đức. Bởi vì sao? Tương lai khi mà thị trấn Cam Đức đang quyết tâm lên thành thị xã thì xe cộ đi vào trung tâm lớn, ví dụ như xe ben, xe tải, xe công sẽ không được đi vào trung tâm chợ nữa, mà bắt buộc phải đi vào trên con đường cao tốc, thì dẫn tới thì giá trị bất động sản tại vị trí này sẽ tăng lên. Cái thứ hai đó chính là gần cái bến xe Cam Lâm, quy hoạch rộng 5 hectare. Thì như chị được biết thì Nha Trang đã có bến xe, Cam Ranh cũng đã có bến xe rồi, và hiện tại Cam Lâm cũng là chưa có bến xe để phục vụ cho nhu cầu đi lại thuận tiện của mọi người dân của huyện Cam Lâm. Thì huyện và tỉnh đã họp và đưa ra cái phương án là quy hoạch rộng bến xe rộng 5 hectare, chỉ cách vị trí đất của mình đúng 2 km thôi nghe anh chị. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là về những cái định hướng phát triển của huyện, đó là gần Bãi Dài, gần đầm Thủy Triều và gần sân bay quốc tế Cam Ranh. Thì không nói đâu xa, cái đầm Thủy Triều và Bãi Dài thì thuộc top một trong 10 vịnh đẹp nhất hành tinh của Việt Nam chúng ta. Đầm Thủy Triều cũng đang có những chủ đầu tư lớn đang được đầu tư vào, ví dụ như bến du thuyền của tập đoàn Vingroup, casino và đảo Nhân Tạo của Hưng Thịnh, đúng không ạ? Thì và bên cạnh đó thì có những con đường rộng mở gạch ven đầm Thủy Triều, như đó là con đường ven đầm Thủy Triều, con đường Lê Duẩn và con đường Văn Cao 30m. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư đó chính là định mức đầu tư thấp. Bởi vì sao? Diện tích ở đây sẽ dao động từ 105 cho tới là gần 200m², mà giá ở đây là từ 10.500.000 cho tới 12.000.000/m². Thì tổng tiền một lô giá ở đây thấp nhất là khoảng 1 tỷ đồng, với hiện tại là ngân hàng đang cho vay từ 70% cho tới 80%, tùy thuộc vào định giá của ngân hàng. Thì như vậy với 1 tỷ đồng một lô đất thì anh chị chỉ cần thanh toán trước cho ngân hàng, cho chủ đất chỉ từ 50% tới 60%, thì phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị vay. Có nghĩa là với một lô đất tầm 1 tỷ, anh chị chỉ thanh toán khoảng 500 cho tới 600 triệu là mình đã có cơ hội được sở hữu được một cơ hội đầu tư nhân 2 nhân 3 dòng tiền cho mình. Yếu tố cuối cùng đó chính là về tính pháp lý an toàn, rõ ràng và minh bạch. Đất ở đây là đất sổ hồng thổ cư 100%, mình xây dựng tự do. Bên cạnh đó thì nó có rất nhiều cái yếu tố về tiềm năng giúp cho anh chị phát triển nhân 2, nhân 3. Thì khi anh chị xem xong nội dung cái video ngày hôm nay, thì nếu như anh chị có thấy hay, có cảm thấy 5 lý do này thuyết phục mình để đầu tư vào cái đất nền Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm này, thì hãy đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin cơ hội đầu tư tới bạn bè, đồng nghiệp của anh chị, thì họ sẽ thực hợp biết ơn đối với anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.